Con và người bạn có sự bất đồng ý kiến, mong sư bi mẫn giảng giải giúp chúng con. Dưới đây là các điều bạn ấy thắc mắc. Dạ, chung tí. Thứ nhất á, là một bộ phái không ghi chép các lần kết tập kinh điển. Một số bộ phái không ghi chép các lần kết tập kinh điển bắt đầu từ lần thứ ba. Phật giáo Nam truyền có ghi chép tất cả nhưng cũng không chắc chắn được đúng sai. Đối với hai lần kết tập đầu tiên thì đều được xác minh những thông tin đó là chính xác. Vậy tại sao việc kết tập kinh điển quan trọng như vậy lại có sự khác biệt? Sau lần kết tập thứ hai thì không còn A-la-hán nên kinh sách từ đó về sau này chưa chắc đã đúng. Hơn nữa còn bị chiến tranh đốt sách, bị thất lạc rất nhiều, không biết chắc đúng sai, làm mất đi sự tin tưởng về các kinh điển dù là kinh Pali cũng chưa chắc Phật thuyết. Xin trả lời cái này trước. Thưa với quý vị đó, đầu tiên là cái việc trả lời về việc kết tập kinh tạng này, cái sự chính thống của kinh tạng dựa vào đâu mà mình tin? Sư đã có trả lời, sư đã có nói ở cái bài đầu tiên của lớp học trung bộ. Quý vị muốn nghe cho rõ vui lòng quay trở lại, bởi vì sư phân tích rất là rõ, rất là chi tiết, rất là kỹ tất cả các mặt trong đây. Cho nên là quay trở lại đó để mà nghe cho rõ, mà sư chỉ nói một cái vấn đề ngoài lề thôi, đó là đây là lý do cho những cái mà họ thích thì họ nói là Phật thuyết, cái họ không thích thì họ nói Phật không có thuyết cái đó, mà là do đời sau chế vào. Họ dựa vào cái lý luận này nè, và điều đó nó dẫn tới cái chuyện là cái nào tôi thích thì đây là Phật thuyết. Ok, còn cái này tôi không thích, nó không giống với cái suy nghĩ của tôi, nó không giống như cái ý muốn của tôi, nó không giống với cái đường lối chủ trương chính sách của tôi thì đây không phải là Phật thuyết. Và đây là hiện tượng phổ biến của một số người, cho nên là chứ không lạ, bởi vì họ có lý do, họ có lý do để họ bởi vì như vậy họ mới nổi và họ mới đưa ra một số cái luận điểm, một số cái tông phái, một số cái lạ đời của họ để họ chấp người ta chấp nhận cái đó. Rồi có những cái mà không có trong kinh tạng thì họ hoàn toàn có thể dựa vào cái lập luận này nè để họ nói là cái này Phật có thuyết á, mà tại vì là mấy ông sau này nó không xóa bỏ chứ Phật có thuyết, tôi gọi là tôi đảm bảo chuyện đó, cứ theo tu theo tôi đi, Phật có thuyết cái đó. Rất là nhiều những cái kiểu trời ơi đất thở như vậy, nhiều lắm. Cho nên thay vì sư tin vào những cái con người như vậy thì sư tin vào kinh tạng nó chắc ăn hơn. Và cái khóa tu thiền 10 ngày ở Phước Sơn vừa qua đó đạt được sự thành công tốt đẹp. Rất là nhiều người chia sẻ là họ giống như là họ được khai sáng, họ được thay đổi con người của họ, và thậm chí có người nói là cái việc thực hành này là về giúp cho họ thoát rất là nhiều cú, rất là nhiều cú, là chết điếng người, họ thoát rất là nhiều cú. Nhưng mà vấn đề là cái mà thành công á không phải do sư, không phải do sư chế cái này chế cái kia, mà sư chỉ thuần túy, sư thuần túy Phật dạy cái gì trong kinh Tứ Niệm Xứ, đại sư thiết lập niệm á, sư đem và sư giải y chang như vậy, sư không thêm không bớt, không mắm không muối không gì hết, tức y chang nguyên thủy nguyên chất, thực hành theo có hiệu quả. Sư thắc mắc nếu như lời Phật dạy nguyên chất nguyên thủy như vậy không cần thêm bớt mà đã có hiệu quả thì mắc cái giống gì mà mấy cha cứ thêm cứ bớt vào rồi mấy cha đẻ là tốt hết trong trời đất hết để chi vậy? Và cái lý do các cha dựa để mà thêm bớt là dựa vào cái chuyện lập luận như vậy nè, tức là bây giờ kinh tạng tôi không chắc,
tôi không chắc là cái nào Phật nói, cái nào không nói đó. Cho nên cái nào mà nó phù hợp với tôi cái đó là Phật nói, cái nào không phù hợp với tôi cái đó không phải Phật nói. À, cho nên là tôi chỉ mở một hướng nhỏ nhỏ như vậy thôi để quý vị thấy tính nghiêm trọng của vấn đề. À, và xin sư tổ sư Quang Hỷ chia sẻ về cái vấn đề đó. Dạ thưa đại đức, thưa quý vị, thì ở đây câu hỏi số 1 á, có nói là dịch Phật giáo năm truyền có ghi chép tất cả nhưng cũng không chắc chắn đúng sai đại loại như vậy đó, thì có dẫn cái nguồn thế giới, thì sư cũng có vô cái nguồn đó, sư xem cũng có vô cái nguồn để là gì, các bài học Phật Phúc Trung Huỳnh Ái Tông, thì sư cũng có xem qua nha, sư có xem qua cái sơ về cái nguồn mà nói là cái nguồn dẫn chứng này nè. Thì rồi trong nguồn này cũng có trích dẫn một số cái tài liệu, đúng không? Mà riêng bản thân sư nghe, sư nói rõ nghe, riêng bản thân sư nghe. Thì cái những cái tài liệu qua cái nguồn này nè. Nguồn nè. Khi mà so sánh á, sư so sánh với những cái nguồn mà nó gần với kinh điển Pali á. Rồi những coi các học giả mà uy tín của phương Tây như Anh Quốc á. Thì thấy nguồn này thì nó có vấn đề nha, quý vị phải xem xét lại đó. Cái nguồn mà có được link dẫn dẫn đó. Còn nếu mà ở đây cái người hỏi mà đọc cái nguồn này để rồi vội vàng kết luận là đúng, kết luận là sai, rồi vội vàng phản bác đúng sai đó, giống như Đức Hành Tại cũng nhấn mạnh một cái điều mà sư cũng rất là, cái điều mà Đức Hành Tại nói sư cũng rất là tâm đắc, có nghĩa là quý vị đọc một cách, quý vị tìm nguồn nguồn cái nguồn quý vị cũng có đó, nhưng mà cái nguồn quý vị xem qua một cách hời hợt, quý vị kết luận ngay, quý vị tin vội tin ngay cái nguồn đó, rồi quý vị chính vì tin vô cái nguồn đó, chính vì tin vội tin vô cái nguồn đó, một cái nguồn nào đó bất kỳ, đúng không, rồi bị áp đặt cái niềm tin đó đó, đúng không, rồi khi có những cái nguồn khác, nhiều bài nhiều nguồn khác nữa, người ta cũng giải thích mà nó gần hơn quý vị, nhưng mà quý vị đã áp áp đặt rồi, áp đặt cái tư tưởng đó rồi, cho nên là giờ quý sư có chứng minh, có giải thích quý vị thì cũng cũng khó khó mà mãi, cho nên là cái câu hỏi số 1 thì khi thấy Đức Hành Tuệ trả lời nó khá là hoàn hảo, nó đầy đủ rồi, cho nên sư cũng cũng không bổ sung gì thêm gì, là cũng xin kết thúc câu trả lời. Trước khi mà mình tìm được chánh pháp á, thì lúc nào đương nhiên trước khi mình tìm được chánh pháp, trước khi mình có chánh kiến thì mình có tà kiến, đó là chuyện đương nhiên. Trước khi mà sư tiếp xúc được với chánh pháp, bản thân sư cũng có tà kiến vậy. Tà kiến đó có thể xuất phát từ cái suy nghĩ cá nhân, những cái lập luận cá nhân, có thể đến từ những cái sự đầu độc từ bên ngoài. Rất là nhiều cái nguyên nhân khiến cho mình có tà kiến. Và đối với những cái người mà hỏi cái câu như thế này thì sư rất là mong mỏi, và phải nói sư cảm thấy sư rất là may mắn. Và chính bởi vì sự may mắn của sư thành ra sư mong mỏi quý vị hoặc là những con người mà họ có tà kiến, thì trông mong cho những con người này, mong cho quý vị trong khi mà còn tà kiến thì đừng có tuyệt đường của mình đến với các bậc thiện tri thức. Bởi vì á, khi mà mình còn cái tà kiến, mình rất dễ phát ngôn, gọi là lộng ngôn, mình rất dễ mình phát ngôn. Rồi từ đó, đó các bậc thiện tri thức á, các bậc đó đóng cửa luôn, là không có nói chuyện với mình nữa. Sư không dám nhận mình là bậc thiện tri thức, nhưng mà có những con người tà kiến mà họ tiếp xúc với sư, họ nói chuyện với sư, họ chỉ cần nói một câu thôi, sư dẹp luôn, sư chặn luôn, sư không tiếp, sư không nói gì với họ hết, để họ cứ thoải mái hạnh phúc với cái tà kiến của họ. Nhưng cái vấn đề là gì? Một khi sư đã chặn, sư không nghe, sư không tiếp xúc, sư không giải thích, sư không nói bất kỳ một cái gì nữa hết, thì sau này nếu như họ nhờ một cái duyên lành nào đó họ có được chánh kiến, thì dù cho họ có hối hận đi chăng nữa họ cũng không còn gặp lại sư nữa.
Và sư không phải là bậc thiện trí thức, sư không dám nhận mình là bậc thiện trí thức. Nhưng cái kiểu đó là họ tuyệt cái đường sống của mình nha. Họ tuyệt cái đường của mình với rất nhiều những bậc thiện tri thức. Rồi tới khi mà mình tìm lại được chánh pháp, mình có được chánh kiến rồi đó, mình không còn tìm cái bậc thiện tri thức nữa. Bởi vì trong thời gian mình có tà kiến là mình cắt sạch đường đường lui của mình luôn. Cho nên là ở trong Pháp Cú, Đức Thế Tôn có dùng một cái câu là những người á, mà có tà kiến làm ác thì họ tự đào bới gốc rễ của mình và tự đưa mình đi đến diệt vong. Cho nên là sư rất mong mỏi, sư rất là mong mỏi là với những ai á, mà trong khi chưa tìm được chánh kiến, chưa có được chánh kiến thì bớt bớt đào gốc rễ của mình. Để sau này mình có chánh kiến rồi đó, mình còn có đường sống ha. Sư mong, hết sức mong mỏi là như vậy. Phật toàn thuyết, cái quan điểm thứ hai là Phật toàn giác mới có khả năng giáo hóa, còn Phật độc giác và A La Hán thì không. A La Hán là nhờ lời Phật dạy, lời dạy của Phật toàn giác mà giác ngộ, thực hành cái bát chánh đạo tứ diệu đế. Phật độc giác là bậc giác ngộ bằng lý duyên khởi, Phật độc giác mới đầy đủ tự giác giác tha với giác hạnh viên mãn, còn A La Hán độc giác thì không có hoặc không bằng. Không thể gọi Phật là A-la-hán và ngược lại không thể gọi A-la-hán là Phật được. Thì cái vấn đề này á, nó rất là căn bản, bởi vì nó đơn giản, rất là đơn giản. Đơn giản ở chỗ nào? Là do cái người phát ngôn như vậy nè, họ dốt giáo lý hết. Nó thật sự mà nói là lỗi là hoàn toàn là bởi vì họ theo tổ thay vì theo Phật á. Và khi mà mình không có học cho nó tới nơi tới chốn, đặc biệt là mình học các ngôn ngữ cổ như là Pali. Nếu như ở bên Hán Tạng thì quý vị nên học Sanskrit. Nhưng mà bây giờ tài liệu Sanskrit thì nó cũng không có còn nhiều. Cho nên là các thầy ở bên Bắc Truyền học Pali, bây giờ qua học Pali rất là nhiều. Bởi vì nhờ mình học Pali đó, mình nghiên cứu được nó sâu hơn. Như vậy mình sẽ tránh được những cái lỗ hổng kiến thức giáo lý rất rất và rất là căn bản như thế này. Đức Thế Tôn là A-la-hán Sam-ma-sam-bút-thô. A-la-hán á, mình dịch là A-la-hán. Trong 10 hồng danh của Đức Thế Tôn, ngài có một hồng danh là A-la-hán. A-la-hán ấy. Mà bây giờ mình nói là A-la-hán thì không phải là Phật, và Phật không phải A-la-hán thì nó rất là kỳ cục. Nó rất là kỳ cục. Rồi một cái nữa là làm ơn làm phước đi học giáo lý dùm sư. Đi học giáo lý dùm sư. Sư mở rất là nhiều những cái video, những lớp giáo lý, đi học giáo lý dùm. Tại vì sao sư nói như vậy? Bởi vì á, Bồ Tát là bậc giác ngộ lý tứ đế để ngài thành Phật. Và ngài Xá Lợi Phất là bậc A-la-hán, ngài giác ngộ bằng lý duyên khởi để ngài thành Thánh. Đi học giáo lý dùm. Chứ còn bây giờ tôi cũng không còn lời nào để nói. Không biết là vấn đề này từ từ có cái nhìn nào hay không, hay là mình không có. À dạ rồi. Đấy. Một vị tỷ kheo phát nguyện Bồ Tát sẽ